Rồi, bỏ mì và lò vi sóng giúp mình và để trong vòng 1 phút. Trong lúc này thì mình sẽ chiên trứng nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ xào củ hành trước. Củ hành các bạn cắt mỏng như thế này nè để vô mì cho nó thật là thơm. Đợi chảo thật nóng hen. Lấy mì ra nhé. Xong rồi các bạn bỏ cái nước này đi. Đảo nó lên. Từ từ đó. Hành củ vào. Chưa dừng lại ở đây đâu các bạn. Bỏ ngay cái tô này giúp mình vào trong lò vi sóng. 30 giây nhé. Lấy kim chi ra. Kim chi này là tự làm nha các bạn nha. Rồi. Mình sẽ chiên một quả trứng. Ra được rồi các bạn ơi, xong rồi các bạn bỏ ra dĩa nào. Nóng quá, nóng quá. Thấy khói bốc lên cao không? Các bạn tém và lấy ra dĩa làm cho thật đẹp nha. Vàng ửng, vàng ươm. Yeah. Các bạn nhìn nè. Ta-da. Các bạn thấy chưa? Mì làm rất là nhanh. Vừa mì vừa có hành rất là thơm và kết hợp với một quả trứng. Đáng yêu. Và ăn với kim chi nhé. Không có kim chi là không ngon đâu. Let's go.